Quê gốc thì ba mẹ thì là ở Nghệ An. Quê Nghệ An. Cùng quê với em cũng gốc ở Nghệ An. Gốc Nghệ An luôn hả? Wow. Một cái đơn phương, một cái song phương, và một cái gần đây nhất là cũng dạng mập mờ thôi. Đợt đó đi lính. Đi lính cái chia tài. Người ta đi lấy chồng luôn rồi. Người ta đi lấy chồng luôn rồi. Dạ, lần đầu tiên xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Ngọc Lan, bạn gái chưa biết mặt. Và xin chào mọi người khán phòng hôm nay. Em tên là Nguyên. Em sinh năm 1985, quê ở Bình Dương. Mình bằng tuổi đó. Bằng tuổi bà mối bên kia đó. Em làm công việc gì? Lái xe dịch vụ anh. Tại nhà có xe ô tô á. Ai thuê chở dạ. Đâu thì hay mình chạy đó đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, đó là lý lịch trích ngang của nhà trai đó, nhà gái. Dạ. Rồi bây giờ mời nhà gái giới thiệu về mình nè. Em xin chào Nguyên Linh, xin chào Ngọc Lan với lại quý khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Ngọc Quế Phương và em sinh năm 1991. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Rồi, mình đang làm công việc gì ạ? Dạ, em đang là nhân viên văn phòng. Quê gốc thì ba mẹ thì là ở Nghệ An. Quê Nghệ An. Cùng quê với em cũng gốc ở Nghệ An. Gốc Nghệ An luôn hả? Rồi bây giờ thì em nói cho bên nhà gái biết đi Nguyên. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm thì em thật thà, có sao nói vậy. Tốt, đây dạ. Là ưu điểm tốt đó. Dạ, khuyết điểm thì không biết luôn hả? Không biết luôn. Nhưng mà chính cái thật thà đó đôi khi nó cũng là khuyết điểm đó. Dạ. Có gì nói hết luôn. Dạ, dạ. Nhiều khi nó không hay lắm. Dạ. Có những thứ nên giữ riêng cho mình, không nên nói. Bên nhà trai tôi không có gì chân, có ưu điểm không? Không có khuyết điểm. Còn nhà gái sao nè? Ưu điểm thì em là một người khá là quan tâm với người khác, cũng không dạng như là cũng thấu hiểu, cũng thích chia sẻ với mọi người, những người mà em thực sự quan tâm như thế. Khuyết điểm thì có lẽ là có một chút lười giao tiếp với lại những người khác. Đúng thiệt là nó là khuyết điểm, nó sẽ dạ. Không có tốt cho cái công việc của mình dạ. Cũng như là những cái mối quan hệ của mình khi mà mình thực sự mà mình cần dạ. Rất là khó cho mình. Cuộc sống á, mình phải giao tiếp nhiều, mà có giao tiếp nhiều mình sẽ có rất nhiều điều kiện sau này sẽ hỗ trợ và bổ trợ cho mình rất nhiều trong công việc. Dạ. Ha? Dạ. Rồi bên nhà trai hiền lành lắm, có sao nói vậy. Dạ. Nhà mày, gái cũng vậy ạ. À. Vậy giờ mình có sao nói vậy nè, mấy mối tình. Dạ, nếu mà xét từ khi đại học đến giờ thì ba mối tình là có một cái đơn phương, một cái song phương và một cái gần đây nhất là cũng dạng mập mờ thôi. Mập mờ hả? Dạ. Nhưng mà mập mờ xong rồi làm cho rõ luôn rồi chứ anh. Làm rõ xong là buông luôn á hả? Dạ buông luôn. Đã yêu là nói là yêu không? Dạ. Không yêu thì nói một đàn cho xong, không có mập mờ. Dạ. Vậy tốt. Mối tình nào mà nó sâu đậm nhất? Dạ thì mối tình sâu đậm nhất thì là mối tình song phương. Là mối tình thứ hai là anh đó cũng hơn em một tuổi. Muốn chia sẻ là em là người bên đạo nên cũng hơi khó trong cái vấn đề mà kết hôn sau này rồi. Thì lúc đó còn trẻ thì cũng không có muốn tiến tới quá quá thì okay. Cũng là suy nghĩ là không sao, bây giờ mình tìm hiểu sâu chút xíu ha, cố gắng là mối tình này là mình bền vững luôn nha. Nhưng mà bây giờ một người con trai đến với em mà không phải cùng đạo với mình thì em có xử lý được không? Ra thì thời điểm đó là do còn nhỏ nên không có thời gian để mà nói chuyện với nhau thẳng thắn. Thì em nghĩ nếu mà sau này thật sự là một người mà em thích và có cảm xúc thật sự với bạn, khi mà tình yêu đủ lớn đó thì họ sẽ tự giải quyết vấn đề này. Dạ, dạ. Nha. Đúng. Thôi tôi chịu nhà gái rồi đó. Nhà gái dễ thương lắm. Còn giờ nhà trai sao? Bây giờ bà mối qua coi nhà trai đây, tôi để coi đi sao. Qua nè. Chứ qua tôi thấy nhà trai tôi hơi bị được rồi đó. À, nhà trai tôi dạ, chịu dạ, nhà dạ, gái dạ, rồi trai. Nha. Mình bằng tuổi với nhau đó. Nhà trai mình là bao nhiêu mối tình rồi? Dạ hai. Mối tình sâu nặng nhất là mấy năm nè? 4 năm hồi cấp 3, vừa xong cấp 3. Nha, yeah, trời mới vừa xong cấp 3 là biết yêu rồi. Yeah. Sâu nặng quá, 4 năm rồi sao chia tay vậy? Yeah, đợt đó thì nói chung đi lính. Đợt đó đi lính. Đi lính cái chia tay. Người ta đi lấy chồng luôn rồi. Người ta đi lấy chồng luôn rồi. Ôi là trời, thấy thương không? Rồi vậy thì bây giờ anh nói luôn cho mọi người nghe rằng là cái tiêu chí mà anh muốn có một người bạn gái như thế nào? Nhưng mà về cái ngoại hình thì cũng tương đối bình thường thôi, 1m6 đổ lại thôi. Mét sáu. Trên dưới mét sáu đi. Dưới mét sáu là dư xăng, này không bực bình thường, hơn bình thường, được không? Bên đó là tiêu chuẩn hơi cao á. Rồi tính tình sao nè? Tính tình thì nếu mà có hài hước nữa thì vui.
Đúng rồi, coi có hài hước không chứ nãy giờ cũng ít nói chuyện. Ở bên đây hiền lắm. Thì nếu mà hiền á thì em biết cách làm cho nó hài hước. À, làm được đúng không? Đúng. Đó, có làm gì sao? Thọt lét ta hả? Trời ơi, đâu có thọt lét đâu. Chứ sao làm cho ta hài hước nha. Thì mình có những cái câu chuyện nhỏ đó nó tiếu tếu. À, cái điều gì ở người phụ nữ khiến cho bạn không thích? Nói chung là mình thích cái mẫu người truyền thống và nó pha hiện đại, không hẳn là truyền thống lắm, nhưng mà nó hiện đại một chút cũng được, nhưng mà nó pha trộn giữa hai cái đó. Vậy đó mà kêu đơn giản thôi. À, khó đó. Sao bây giờ gái? Nhà trai đưa ra ý kiến đó rồi, em gái thấy em đáp ứng khoảng nhiều phần trăm? Dạ, theo em nghĩ thứ nhất là về hài hước. Hài hước thì em thì thuộc dạng khá là thân thiện đối với mọi người. Hài hước thì chắc là tùy duyên, ví dụ như mình hợp gu thì mình sẽ thể hiện cái hài hước nó ra, còn không hợp gu thì chịu. Ừ, không à. Hợp gu là cái mặt trò quạo quạo vậy đó. Không hợp gu nói gì cũng nghe vô duyên. Đúng rồi. Dạ. À, cái nữa là pha chút truyền thống và hiện đại thì em cũng xin chia sẻ, thì thực ra là em là con út của một gia đình, thì gốc của ba em thì là Trung. Thì như mọi người biết thì Trung thì cũng là người chịu thương chịu khó, nhưng mà ba mẹ em cũng dạng gọi là thoáng. Thì nói chung là mẹ thì cũng sẽ dạy, cũng hướng là con phải nấu ăn, con cũng phải chăm sóc, cũng là kiểu đạo nghĩa vợ chồng. Hai vợ chồng cũng san sẻ, nhưng mà những cái món dù như quá cầu kỳ hoặc là quá phức tạp đi thì em vẫn là hướng hai vợ chồng có thể cùng nhau đi ra ngoài ăn thì nó tốt hơn. Nói chung là em đáp ứng được nhu cầu nhà trai đó. Dạ. Còn ngược lại bây giờ em yêu cầu nhà trai thế nào cho đúng tiêu chí của em nè? Dạ. Thì em hy vọng mẹ nam sẽ là người quan tâm, có một chút gọi là bao dung và chiều em hơn, là để mà em một phía quan tâm với bạn. Rồi ngoài ra thì hy vọng bạn sẽ là một người có thu nhập ổn định, tương lai ổn định và biết lo cho gia đình. Rồi, đó là những cái yêu cầu mà gọi là rất là thích đáng của một người phụ nữ. Anh nghĩ yêu cầu này cũng bình thường, không đúng có nhà cao lắm đâu. Nhà trai đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Nếu mà 100 thì nó ấy quá, hơi tự tin quá. Hơi tự tin quá mà mình 90 thôi. Ừ. 90 khiêm ha. Tốn. À được rồi. Đó vậy yêu cầu của rồi. Hai bên thử xem hai họ thấy làm sao nha. Em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với bạn. Rồi bạn. Chào đó. Nhà gái. Dạ chào MC và anh Nguyên là nhà trai. Em là Trang, bạn của Phương. Em thấy thì anh Nguyên khá như anh nói thì thật thà, dễ tính, vui vẻ. Em nghĩ là hai người chắc là sẽ có kiểu như là bù trừ cho nhau á. Một người hài hước, một người cũng em nghĩ là hơi lo hơi nghiêm túc á. Thì sẽ bù trừ với nhau, tạo không khí hơn cho cuộc nói chuyện. Thì mọi người có qua chương trình này có thể tạo cơ hội để kết nối và tiến xa hơn nếu như mà mọi người cảm thấy phù hợp với nhau. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Hay đó. Nếu ta cảm thấy phù hợp nhau, ta tạo điều kiện cho hai người hiểu nhau nhiều hơn. Yeah. Còn nếu không phù hợp á thì khỏi kiến tạo làm gì cho nó mệt. Nghi bạn luôn anh, kiến tạo nghi bạn. Hai 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 nha. Em đi với anh. Em đi với lại ba em với lại cô ruột của em. À có ba. Rồi chào nhà trai. Chào hai MC Quỳnh Linh với lại Ngọc Lan. Dạ. Tôi là ba của cháu Nguyên. Trước tiên là cảm ơn hai MC và ekip chương trình. Còn cháu gái thì là nói chung là ba là ok. Nói chung là cả con nên tạo cho nhau một điều kiện. Chứ bây giờ tạo nhau cơ hội là sau đó là mình tính tiếp. Dạ. Thì nhà trai chỉ có như thế thôi. Bà dễ quá hả? Dạ. Rồi. Hai trẻ gặp nhau thôi. Mở rào. Bắt đầu nha Nguyên. Dạ. Nguyên còn lại là của em đó. Em rung quá. Em rung quá hả? Thoải mái mà. Hài hước lên xuống vậy là được á. Đi tới đi. Tới được rồi đó. Nên làm sao? Người ta kiến quá. Tạo rồi đó, ghi bàn đi. Ai ghi bàn? Ừ, em chứ ai. Anh có món quà tặng em. Dạ. Em dịp gặp lại lần đầu tiên. Cái này là con gấu bông nhỏ. Dạ. Là mục đích là nếu mà bạn làm ở phòng á thì bạn để trên máy tính hay bàn. Nhìn đây nhìn tôi chi, đâu có tặng tôi đâu. Dạ. Là để đó thì mình để trang trí cũng đẹp. Dạ. Cái này là cái khung hình. Nếu có thể thì bỏ hình của anh Nhiên vô đó càng hay. Đó. Dễ thương quá. Dạ. Rồi, giờ bỏ vô túi cho bạn nè. Em cũng cảm ơn anh món quà của anh. Em thì có một món quà nhỏ, cái này là cái cây hy sinh. Thì tặng cái cây thì không có tốt cho lắm, nếu có cây chết thì tình cũng chết, nhưng hy vọng là anh sẽ chăm sóc nó đến khi nó tồn tại mãi mãi. Cảm ơn anh. Cây chết thì tình cũng tan. Rồi, hèn về gì. Như này là vô thế luôn anh. Vô thế rồi, phải chăm thôi. Để đây. Mấy chục năm mới gặp lần đầu tiên đó. Thấy sao?
Em đúng là cái mẫu người anh cũng tìm kiếm. Dạ. Yeah. Anh có thể cho em biết lý do tại sao anh xét vậy không? Tại vì hồi nãy giờ anh có nghe em nói chuyện với lại anh Linh á, thì những cái sở thích, những cái ưu khuyết điểm của em á, thì anh cảm thấy nó có vẻ như ban đầu thôi thì nó vẻ phù hợp với lại những cái điều mà anh mong muốn như vậy. Dạ. Yeah. Anh cho em hỏi là ngoài thời gian rảnh, thời gian dành cho công việc á, thì anh thường sẽ làm gì? Đa phần là đi uống cà phê là nhiều. Anh không có nhậu nhẹt gì hết. Anh không hút thuốc. Anh đã từng hút thuốc và anh bỏ rồi. Em có thể hỏi lý do tại sao anh lại chọn là làm tài xế riêng cho gia đình không ạ? Cái đó nó giống như kiểu bây giờ nó đam mê sao em? Anh có đặc biệt đam mê với cái xe ô tô. Anh trang trí rồi tất cả mọi cái rồi. Nhưng mà anh thích nó. Thì mình làm cái gì nó đam mê thì nó sẽ đạt cái hiệu quả cao nhất. Khi mà anh đến với chương trình này á, thì kỳ vọng của anh sau cái chương trình này giữa hai đứa mình nó sẽ là bao nhiêu phần trăm? 80% là chúng ta sẽ đi đến tình yêu thôi đúng không? Đúng. Dạ. Mình cái gì nó cũng qua có một cái khoảng thời gian để bắt đầu. Nhưng em phải nói cho em biết là dự định bao giờ em cưới vợ để coi người ta thấy hợp không? Nếu mà nhanh thì vài tháng thôi, tại vì anh cũng đã lớn tuổi rồi, nói thẳng là mình không có nhiều thời gian. Em cũng đến tuổi thì mình nên rút gọn lại. Sao biết ta lớn tuổi? Mình nói mình lớn tuổi thôi. Em quên. Mới quen bạn gái thì thấy em cũng lớn tuổi thôi, mình sớm sớm. Em quên. Khi nếu như cưới nhau về thì cô có làm dâu không? Rồi ở đâu? Rồi làm cái gì? Với lại phần là anh nghĩ là em gốc Nghệ An, anh gốc Nghệ An thì chắc cái gì mình sẽ có cái điểm chung ở cái điều đó, nó sẽ tốt cho gia đình bên em cũng như gia đình bên anh, thì nó sẽ có ưu điểm ở chỗ đó. Rồi nói mình đã chuẩn bị cho đám cưới cho người ta biết luôn. Nhưng em có quyền lựa chọn ở chung với gia đình hoặc là ra ngoài thuê nhà hay là tất cả mọi thứ mình có thể bàn bạc với nhau được hết, sao cũng được hết. Làm vợ cũng được mà không làm vợ cũng được. Không, làm vợ được mà không làm vợ là không được. Thì rõ ràng cái đó chứ. Còn tỉnh táo lắm chứ. Dài ta hoài á. Chứ nói cái gì cũng được là không được. Yeah. Nhưng mà bây giờ ví dụ như nhà gái nói là em muốn đi ra ngoài ở, nhưng mà là mình cố gắng 1-2 năm mình mua nhà chứ mình không ở nhà thuê thì có được không? Bây giờ gia đình em có thể là hỗ trợ hay như thế nào đó. Hỗ trợ được đúng không? Ví dụ như vậy. Rồi. Nhà trai tôi dễ lắm. Vậy là ngon lành. Nhà trai tôi phải nói là số 1 luôn á. Bây giờ tất cả cái gì đưa ra là nhà gái tin tưởng chưa? Tôi ok rồi mà tôi không biết là cô kia cũng khó. Ừ, cô này là khó. Cô tôi rất đó. Là khó luôn đó. Thôi giờ tới gần cho nó dễ chút xíu nào. Dạ. Này chắc như vậy luôn. Đúng chay giai đoạn. Cái gì đó luôn. Nhìn thẳng mắt nhau. Dạ. Trao nhau cảm xúc nè. Đó bây giờ Nguyên thấy nắm tay em gái và nhìn thẳng ánh mắt của em ấy. Em cảm xúc thế nào với cô con gái dễ thương đứng trước mặt em? Nói cho cô biết đi. Thì em đúng là người mà anh lựa chọn. Nói cũng nói sai nữa. Em đúng là người anh tìm kiếm. Nói lại đi. Em đúng là người anh tìm kiếm. Ủa, ta lựa chọn là đúng rồi còn bắt bẻ nữa. Lựa chọn gì ở đây anh? Ta lựa chọn, lựa chọn đầu tiên rồi. Thí dụ giờ bên nhà gái cưới liền. Cưới không? Liền đúng không anh? Liền luôn hả? Dạ. Thí dụ đợi 1 năm được không? Lâu quá. Lâu quá. Đó, điều kiện nhà trai tôi như vậy. Nhà trai tôi có tất cả những gì mà có thể nhà gái yên tâm. Nay đi mà có ba theo, có cô ruột theo nữa là thấy là chuẩn bị rất là kỹ càng rồi. Còn cái chuyện quyết định hay không là do nhà gái. Ha? Quyết định thì là em đã có. Quyết định thì là em đã có. Có rồi. Còn cảm xúc thì em xin để lại sau. Rồi, để lại. Chúng ta quyết định bằng nút bấm. Rồi, mời hai bạn về chỗ. Về đi. Khi ta quyết định là chúng ta phải có trách nhiệm quyết định đó. Không phải bấm để làm vừa lòng ai đó, mà bấm để chúng ta cùng hướng tới một tương lai, một hạnh phúc. Quyết định hay không quyết định là quyền các bạn. Sau 3 tiếng đêm. 1 2 Hết thời gian.
nhà gái không bấm, cô gái rất là khó yêu. Dạ. Khó hẹn, khó rung động. Cho em nắm tay anh từng nữa. Dạ. Xin lỗi anh rất là nhiều, em cũng cảm nhận được cái tình cảm của anh dành cho em. Có thể là chúng ta cần thời gian, thì nếu mà có dịp thì chúng ta sẽ tiếp tục ở bên ngoài. Bữa nay thì em vẫn muốn sống thật với mình. Okay. Cảm ơn anh nhiều. Chúng tôi trân trọng quyết định của bạn. Yeah. Thật ra đó mới là bản lĩnh. Đúng. Không phải là mình không thích, mình bấm đài cho xong. Chúng ta vẫn còn điều kiện để tìm hiểu với nhau. Yeah. Có những cặp đôi lên đây không bấm, nhưng họ đã cưới nhau từ lâu rồi. Bằng mọi giá, trồng đúng cây si trước nhà luôn. Trồng ngay trước mặt quấy, bất kể hoàn cảnh nào. Chàng trai dễ thương mà. Đúng rồi. Một mẫu người rất là nhiều cô gái hướng đến đó. Còn cô gái kia thì nói chứ cũng nên mở lòng một chút xíu. Yeah. Khó quá là mình tự làm khó mình luôn đó. Nha. Chúc hai em sớm sẽ tìm được nửa manh ghép cho riêng mình nha. Mời nhà trai mình giới thiệu về mình lớn lên cho bên kia nghe luôn nha. Tôi là tên là Lê Xuân Dũng, sinh năm 1980, quê quán ở Hà Tĩnh. Hiện nay làm việc ở Đồng Nai. Em làm bên bộ phận sản xuất của công ty của Đài Loan anh. Rồi bây giờ tới với nhà gái nè. Dạ em xin chào hai MC Quỳnh Linh và Ngọc Lan và toàn bộ khán giả ở phim trường ạ. Mình tên là Nguyễn Thị Lê, quê quán ở Bến Tre, vào năm nay mình 37 tuổi. Mình từng làm ở công việc là ở thành phố Hồ Chí Minh, làm công việc là chế biến thực phẩm. Hiện tại thì mình mới vừa nghỉ việc khoảng 2 tuần vì tại vì mình làm ca đêm á. Là hiện giờ là em đang sống ở Bến Tre, chưa có việc làm mới. Chưa có lên Sài Gòn làm lại đúng không? Dạ. Khoảng cách nó lúc đầu là hơi xa ha. Chúng tôi đã từng làm ai làm mối ở những người gọi là một nơi ở khu vực phía Bắc, khu vực phía Tây, miền Tây Nam Bộ mà vẫn cưới nhau thì không lo nha. Rồi mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi anh. Ưu điểm của em là em mình hâm mộ là thể thao anh, em thích bóng đá anh. Thì còn ưu điểm của em là ngủ được cái yên tĩnh anh, em mình yên tĩnh á, không ngại. Khuyết điểm thì nói chung mình có vui vang, mình có hay quên anh. Ưu điểm khuyết điểm của nhà gái nè. Ưu điểm của em thì như là thích nấu nướng, nấu ăn, làm bánh. Sở thích của em thì thích đi du lịch, trồng cây cảnh hoặc là mua sắm gì đó, là nói chung là em nghiêng về nội trợ thì nhiều thích. Dạ. Rồi còn khuyết điểm của mình? Khuyết điểm thì hơi nhút nhát chứ đám đông, với lại ngại tiếp xúc xã giao bên ngoài. Với lại tính mình hay bị nhẹ dạ dễ tin người á. Chị Lê là bao nhiêu mối tình rồi? Mình 2 mối tình. Dạ, kéo dài bao lâu chị hả? Mối tình đầu tiên thì kéo dài khoảng 2 năm, thứ hai thì chắc khoảng vài tháng. Anh Dũng mấy mối tình rồi? Nhưng anh cho em cũng được 2 mối tình. Một mối tình ở trên Thái Lan, lúc hai chia tay năm 2014 á. Rồi về Việt Nam em chia tay người ta. Sau đó vào thành phố Vinh làm được mấy tháng em có quen một người ở cùng ở bên Tây đó. Họ không chủ về làm dâu ở Hà Tĩnh thôi, chia tay anh. Ủa nhưng mà anh làm Đồng Nai mà sao về làm dâu Hà Tĩnh chi? Không, em làm công ty ở Đồng Nai thôi, con quê bố mẹ ở Hà Tĩnh cả. Chứ là giờ lấy vợ về bắt buộc phải về Hà Tĩnh làm dâu. Thì mong muốn như em vậy. Ông ba là cũng nhiều tuổi đây, ngoài 60 đó. Ngoài 60, nhưng mà Dũng làm Đồng Nai thì vợ về quê làm dâu thì sao? Không, nếu mà trường hợp mà em làm Đồng Nai thì vợ làm Đồng Nai mà thời gian xong rồi hai người về, hai vợ chồng về ngoài quê thôi. Bao lâu thì mình nghĩ là mình sẽ về Hà Tĩnh? Nói cho anh nha, trường hợp không? Bố mẹ mà thì mình phải về thôi, con đường dài còn lâu lắm. Chứ đâu phải là về làm dâu ở Hà Tĩnh đâu đúng không? Đúng rồi đấy. Nhưng lúc mình còn làm, thời gian bố mẹ mất mình thì về phải về thôi. Dũng là Dũng ở Đồng Nai là ở với ai? Em ở một mình nhỉ. Mình ở nhà trọ hay là? Ở không nhà trọ anh. Mình muốn lập nghiệp ở Đồng Nai luôn không? Thế là khi nào thì tính sao anh? Khi nào mình tính tạm sao? Đâu có, mình phải tính trước chứ. Thì bởi là em nói anh chứ. Bởi em đã có mua đất ở Lâm Đông rồi. Đó. Còn Đồng Nai thì em chỉ làm công ty ở Đồng Nai thôi. Nhà cửa nói chung ở Hà Tĩnh cả. Còn ba mẹ với ai nữa? Hai đứa em gái lấy chồng ở đây, con đứa em trai cũng ở Lâm Đông. Anh trai có vợ chưa? Tôi nói chứ nó còn tăng thân trước rồi anh. Chứ còn vợ. Đấy, thật ra khi mình lấy vợ hoặc là mình có người yêu á, là mình phải xác định là mình ở đây, lập nghiệp ở đây hay Lâm Đồng hay là mình về quê để cho bạn gái cũng biết nữa. Dạ, dạ em chào anh. Chào anh. Nãy giờ em qua em nghe lén. Rồi để em sẽ hỏi cô gái bên em coi. Đúng là rồi. Bây giờ là nhà trai là có cái hướng là sẽ lập nghiệp và sinh sống tại Hà Tĩnh. Nếu mà mình yêu á là mình có đồng ý đi theo chồng không? Thì cái chuyện mà mình hợp với nhau mình đi theo chồng thì cái chuyện đó bình thường, nhưng mà chủ yếu là anh chồng của mình á là có sự nghiệp là ổn định hay không, là có đủ để lo cho tương lai của mình sau này hay không, thì cái chuyện mà theo chồng xa xứ đó là chuyện bình thường. Rồi, ngon lành, sẵn sàng làm dâu. Vậy thì bây giờ cái tiêu chí để mà anh chọn một người bạn gái nó như thế nào nè? Một người con gái nói chung đòi hỏi là
không đòi gì cả, đòi là họ hiểu mình quan trọng và nhất cái thứ hai nữa là họ chung thủy với mình, hiểu mình quan trọng nhất. Cô gái bên đó là dịu dàng, hiền hậu lắm. Anh có cái điều gì anh không thích ở phụ nữ không? Hai câu nhau, hồi nào cũng tỉnh em, hồi chút anh trời tỉnh em là cùng đang hoàng cùng hiên thì cũng phải là nghe vậy. Anh rõ vậy, có đi đâu xa gọi là Đồng Nai không? Thái Lan em đi nhiều anh? Đi Thái Lan rồi, đi qua đó làm gì? 5 năm sau em làm công nhân của bên Thà, sau đó em từ một chị nghiệp nhỏ nhỏ em máy mặc cả chị, những người máy mặc á. Là được mấy năm ở Thái Lan? Thì nay 10 năm mình Thái Lan anh. Anh nói được tiếng Thái? Dạ, 10 năm em nói tiếng Thái được không? Sao hoạt đi khác? Dạ, xin chào anh. Đừng soạn xám xì ha học việc mệt cao xịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Không hỏi luôn câu, không nói luôn câu lòng mà khà. Đây, chào anh gái. Dạ, chào anh Linh. Anh dễ thương, nhẹ nhàng, nói nhỏ nha thôi. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Một mẫu hình thế nào em gái? Cao to thì cũng không vừa vừa người là đúng, biết sao đừng bụng bự. Không thích đàn ông đi rau, không thích thuốc. Sao gì tôi cũng có trơn trời. Mới cạo. Rồi sao nữa? Không cờ bạc, không gái gú. Anh có cờ bạc không? Không, cờ bạc thì không có chị ạ. Anh có gái gũ không? Không chị. Không có. Còn điều tra thì là chung cái lúc đó hỏi bạn bà thêm cậu uống. Có rau không? Không có rau chị. Có bụng bự không? Không chị. Không có luôn. Bây giờ không có gì trơn á. Có người đứng kế bên đây có thôi. Có công ăn việc làm ổn định. Ổn định có rồi. Không gia trưởng. Gia trưởng không? Dạ em cũng không muốn gia trưởng vậy. Em muốn một người gia trưởng. Em quý hai tình em muốn gia trưởng đó. Bởi em sống bên Thái Lan lâu em hiểu mà. À dạ. Nói chung là đã có một thời gian sống ở nước ngoài nên là cũng rất là hiểu. Đúng rồi. Không muốn gia trưởng. Mình ghét điều gì đàn ông nhất? Em ghét đàn ông cọc tính. Đàn ông mà hay ích kỷ. Hay nhỏ nhen. Hay tính toán với vợ con hoặc là anh chị em trong gia đình. Thằng ông mà tính toán vợ con là thấy mệt rồi đó. Em gái đi với ai? Dạ em đi với bạn em. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, chào tất cả khán giả trong trường quay ạ. Em là bạn của chị Lê. Thì em thấy anh bên đây anh cũng hiền, cũng thiệt thà, cũng thấy cũng hợp với chị. Tại vì chị của em thì chị cũng hiền lành lắm, chị cũng dễ tin nữa, dễ tin người nên hay bị lừa lắm. Dạ em cảm ơn. Cổ hiền mà bạn cổ cũng hiền. Anh trai là em đi với ai? Em đi với một người thân vậy. Chào anh Nguyên Linh. À, chị. À, chào chị Ngọc Lan. Dạ. À, em cũng là bạn của Dũng, cũng quen biết cũng 5 năm rồi. Dũng cũng rất là hiền, luôn luôn lúc nào cũng lo công việc hết, không có hút thuốc. Làm cái điều gì cũng rất là nhẹ nhàng. Thì mong bạn gái bên đây, hai người cùng nhau để tìm hiểu thêm. Để mong hai người có cái đi tới một cái tương lai sau này. Cảm ơn chị nha. Sao bữa nay gặp ai cũng hiền hết trơn vậy ta? Hai đàn trai gái anh hiền. Nói rất là từ tốn, hiền hòa. Sao không có giống tôi? Tôi sao? Bớt chát quá. Tôi ồn ào quá hả? Tôi ồn quá. Thôi vậy la lên coi nào. Mở rào. Đó. Tôi ồn lắm. Rồi mời anh. Xin chào. Hoa, hoa, hoa. Hoa, hoa, hoa. Hoa. Mình tặng em là trong một kỷ niệm của mình, hai đứa mình gặp nhau, không một điều đó. Dạ em cảm ơn. Em cũng có món quà nhỏ để gửi tặng cho anh. Cũng có món quà nhỏ em tặng anh, tự tay em làm. Tay em làm. Em có thể tự làm và em có thể tự đúc anh ăn thử không ạ? Dạ, cảm ơn anh nha. Gì vậy anh? Ăn vội, ăn vàng. Mời anh. Thử miếng anh. Mời. Gì chứ phải thử thuốc dừa. Mời chị Ngọc Lan. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Cái này mình tự làm hả chị? Dạ tự em làm. Thơm, dẻo, béo, có chút hơi cu gừng, ấm ấm. Dạ đúng. Chắc phải ăn hết hộp mới cảm nhận được. Thôi hai người nói chuyện đi. Chuyện ăn để tôi lo. Qua đây. Ông qua đây tôi. Hiện tại giờ em làm ở bên trái là hay làm ở đúng không? Dạ lúc trước thì em làm ở thành phố Hồ Chí Minh ở quận 8 mà em mới nghỉ đây cách khoảng 2 tuần. Hiện giờ thì em đang sinh sống ở dưới Bến Tre. Nhưng trường hợp anh với em mới định với nhau được á, anh có chịu về dạy anh làm không? Dạ về đâu ạ? Được anh về Đồng Nai đó. Dạ
chắc có lẽ là được, tại vì em cũng đang thất nghiệp mà. Đồng Nai khu công nghiệp đầy luôn. Dạ, làm việc thì ở đâu thì cũng là như nhau thôi anh à. Nhưng chủ yếu là mình cái tính chất công việc đó có phù hợp với mình hay không thôi. Nhưng Hồng mình hỏi em là bố mẹ con được không? Mẹ em mới mất được 1 năm, em thì còn 3. Thì anh cũng đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì anh cùng em, anh muốn là cùng em cùng mình cho nhau cơ hội. Thì anh có ngại gì vấn đề yêu xa hay không? Em có chịu yêu thương anh nha, cả em thì sau này một thời gian sau này đó, mình ra cả mình phải về 2 tỉnh thôi. Bởi đó, ở nhà con bố mẹ như thôi. Chứ mấy đứa em gái, em trai nó có gia đình cả rồi, vậy. Còn điểm trai thì ở Lâm Đông, có nhà cửa trong Lâm Đông rồi chị, anh chị. Giờ là trước mắt là mình sẽ sinh sống ở Đồng Nai để mà mình kiếm số vốn, rồi sau này là mình về Hà Tĩnh mình lập nghiệp. Dạ, mới về. Ở đây đó, hai đứa mình quen nhau mà đi tiến tới sâu hôn nhân nữa thì là chúng ta có thể ở sống riêng hay là về quê của anh sống. Thế nếu chơi trường mất hành động cái gia đình sau này ông bà mất thì mình phải về, ông ấy quyết đấy. Bởi nhà cửa anh ở Lâm Đông ngoài đảo cả rồi. Sau này ông bà mất mới về. Anh mua ở Lâm Đồng là mua ở đâu? Em mua đất ở Lâm Đồng thì em mua cà phê cho anh, Đức Trọng anh. Đức Trọng hả? Ủa, Đức Trọng giờ đất ngon lắm á. Mua khoảng nhiêu rồi? Em mua được hơn 1 hectare anh. Trời ơi, trụ chắc quá. Nói chung là kinh tế vững vàng. Sau này cái tính cách đó là em thì thích nuôi chó. Anh có thích yêu động vật chó, mèo gì không? Không, anh được, nuôi cái anh được, nuôi được. Chứ anh thấy anh được, bởi anh theo bên Phật Phật đó. Anh thì anh cho chỗ được. Không có ăn, ta nuôi thôi. Ta nuôi thôi. Ta nuôi chó để cưng, để yêu, để chịu. Chứ không phải nuôi để lấy thịt. Dạ nuôi cái gì? Nghe cái hết hồn luôn. Nuôi động vật rồi. Xui lắm quý vị, người ta bắt ăn thịt thôi. Bây giờ là tiến tới nắm tay cái rồi. Nãy giờ tôi hỏi hai bên để hiểu nhau hết rồi đó nha. Phân tích hiểu hết rồi đó. Anh em mình cho nhau cơ hội xong rồi tìm hiểu nhau. Nãy nắm tay con gái thấy sao? Thấy em không biết. Hả? Có thấy em ấy? Có cảm xúc gì với người đối diện không? Còn một người nhìn con có hầu thì anh có hầu á. Còn hơi luôn anh. Còn cô gái thì sao? Em run với một thằng lành tui á. Em run với một thằng lành tui á. Kỹ và đưa ra quyết định cho mình phải có trách nhiệm với cái quyết định đó. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng anh chị. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Nắm tay. Đó. Được không? Nắm vậy được chưa? Một nụ hôn đầu tiên. Đó, thấy chưa đó? Thấy chưa? Thấy đồng tiền chưa? Đó. Nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào em anh Quyền Linh ạ. Dạ, và chị Hồng Vân và các quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Ngà Đào Nữ Hằng Nga, năm nay 30 tuổi, hiện em sinh ra và lớn lên tại thành phố Buôn Ma Thuột và hiện nay thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ngành nào? Dạ, hiện nay em là nhân viên kinh doanh của một tập đoàn viễn thông. Em tên là gì? Hằng Nga. Dạ, Hằng Nga. Hằng Nga hả? Dạ. Mời chú cụ giới thiệu về mình. Lời đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn Hằng Nga. Em tên là Bòn Nhỏ, đến từ Bến Tre. Công việc hiện tại của em thì là nhân viên kỹ thuật cho công ty bất động sản. Bòn Nhỏ hả? Dạ. Tên lạ gì? Thì em xin giải thích là tại sao lại tên Bòn Nhỏ. Là vì ba em đi chiến dịch ở Campuchia. Tên Bòn, tiếng Campuchia có nghĩa là anh. Ba kỷ niệm chiến trường của mình nên đặt tên con là tên Bòn. Thì không những là có Bòn Nhỏ mà có cả Bòn Anh, Bòn Em và Bòn Mèo. Có Bòn Bon không? Bòn Bon. Bòn Bon chắc để nữa em cưới vợ về để em đặt con vợ con của em bị danh Bòn Bon cho nó tràn bộ sưu tập. Bạn nữ nè, chị Hằng Nga. Chị Hằng Nga cho biết cái điểm mạnh và điểm yếu của chị Hằng Nga coi nào. Dạ, điểm mạnh của em là thích tìm hiểu và học hỏi và nói chung là yêu thương gia đình. Nói chung là em thì nói chung là công việc thì cũng cố gắng trong cuộc sống, nói chung là tự lập. Còn điểm yếu của em thì cũng như là nhiều thứ thì em vẫn cố gắng học nhưng vẫn còn nhiều thứ là cũng còn vụng về, giống như là làm bánh thì em cũng, có nghĩa là em vẫn biết nấu ăn nhưng mà có nghĩa là những cái
thức ăn hàng ngày thôi, nhưng còn những ví dụ như tỉ mỉ như là nấu ăn á, mà làm bánh thì em vẫn còn giúp kém. Chị đi cũng đâu biết làm bánh đâu. Dạ, không biết làm bánh đâu mà. Dạ. Ôi, nói tóm lại là mình biết nấu ăn là hay rồi, chứ cái đó mình không có cho là điểm yếu của mình. Dạ. Nha. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em trai là gì? Bòn nhỏ. Dạ, điểm mạnh của em thì là em là người siêng năng, chịu khó, tỉ mỉ, ham học hỏi, không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, nhậu nhẹt. Về điểm yếu của em á, thì là em do tỉ mỉ quá cho nên làm nó hơi bị chậm. Rồi cũng ít nói trong công việc, cho nên nhiều lúc khiến cho mọi người làm chung cũng không hiểu được ý mình lắm. Chào cưng, chị. Dạ, bòn nhỏ. Chị. Bòn nhỏ, nói cho nhà gái biết mình muốn tìm một mẫu hình lý tưởng. À, mình có mấy mối tình rồi bòn nhỏ? Ừ, đúng rồi đó. Dạ, bòn nhỏ. Em tổng cộng thì có 3 mối tình. Trời, tổng cộng luôn đó hả? Dạ, thì hai mối tình thì chính thức và một mối tình là yêu đơn phương. Thì mối tình đầu tiên thì là kéo dài được 1 năm. Mối tình thứ hai thì nửa năm. Còn mối tình đơn phương thì yêu mà không dám nói nên cô ấy đi lấy chồng rồi. Yêu lâu, đơn phương trong bao lâu? Yêu đơn phương cũng khoảng 2 năm ạ. Trời đất ơi. Em không nói là sao? Khi mà hy sinh cả tuổi xuân vậy trời. Tại vì em lại lo là khi nói ra thì mất luôn cả tình bạn nữa. Đó, cho nên là em cũng không nói, với sợ nói ra thì cô ấy không chấp nhận này kia, thì vừa mất này mất cái kia nữa. Vậy là hai đứa là bạn thân đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi xong rồi em đơn phương người ta mà em sợ đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Trời ơi. Rồi còn mình thì sao nè cưng? Hằng Nga có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình ạ. Dạ mối tình đầu là em trải qua chờ anh đó 7 năm. Dạ, và mối tình gần đây nhất thì khoảng hơn 1 năm. Xong rồi hiện nay 2 năm là gần 2 năm là em chưa quen ai. Chia tay 2 năm rồi? Dạ. 7 năm trời mà chia tay. Cả hai mối tình lý do tại sao lại chia tay vậy? Dạ, một mối tình là lúc đầu thì em yêu xa. Dạ, tại vì lúc đó em cũng đang ở Buôn Mê Thuột và anh đó ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng là cũng khoảng cách nên 1 năm bọn em chỉ gặp nhau, dành thời gian rất là ít. Và công việc của anh thì anh cũng nói lúc nào anh cũng bận hết. Thì em thấy một thời gian dài thì anh cũng kêu em là chờ ảnh, thì em cũng chờ. Nói chung cũng tin tưởng ở ảnh rất là nhiều nên là em cũng chờ đợi. Và trong 7 năm đó thì em cảm thấy tình cảm lần lần á, mình thì vẫn là thương đúng rồi. Dạ, nhạt đi rất là nhiều. Còn mối tình thứ hai thì hơn 1 năm và em cũng lúc đầu thì nói chung cũng mong muốn là sẽ tiến tới xa hơn, nhưng mà vì ảnh có những cái tật xấu mà không thể nào mà thay đổi được ạ, như là ghen, không thể nào đồng quan điểm được thôi. Dạ, nên mình không có nói về chuyện đó nữa. Nhưng mà bây giờ với cái hiện tại em mong muốn cái người yêu của mình sẽ như thế nào? Em mong muốn người yêu của em á, thì thứ nhất là anh phải tôn trọng ở em và đặc biệt là gia đình, mà như là mẹ của em. Tại vì nói chung là em thích một người con trai vừa có thể là có chí cầu tiến, nhưng mà đặc biệt là anh phải quan tâm về gia đình, tôn trọng và quan tâm gia đình của ảnh cũng như là của em luôn. Đúng rồi. Dạ, dạ, rồi đúng cái gì nữa? Và cái thứ hai nữa là em mong muốn một người là nói chung là không có những cái thú vui như là cờ bạc rồi tứ đổ tường. Dạ đúng rồi. Rồi và thứ hai nữa là vô tâm, đặc biệt đàn ông vô tâm. Dạ. Và thứ ba nữa là giống như là ảnh thích như là chơi game hay là gì đó chị. Có những cái đam mê, dạ, mà đam mê ngoài vợ là, đúng không? Đúng rồi, dạ, ngoài vợ. Dạ. Nhưng mà bây giờ chị hỏi em có quan tâm về ngoại hình không? Dạ, nói chung là phải dễ nhìn ạ. Phải dễ nhìn. Dạ đúng rồi, phải tạo cho mình cái cảm giác là mình thiện cảm lúc đầu á. Mở ra thì mình phải nói chung là làm cho trái tim mình cũng rung động. Cũng phải trái tim ngoài phải đập loạn nhịp một chút đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi thì cái em có đòi hỏi ở tóc tai, rồi da dẻ, rồi chiều cao như thế nào không? Dạ em thì thích một chàng trai thì trên 1m7. Nói chung da thì con trai thì có thể trắng hoặc là ngâm thì cũng không sao. Tại vì con trai thì nhiều khi cũng công việc mà cũng nên cũng khó so với con gái. Và giữ nhìn về da dẻ thì em cũng không đặt vấn đề mà da phải bắt buộc phải trắng hay như thế nào. Nhưng quan trọng của ảnh thì tính cách, ngoại hình phải ưa nhìn. Trong dễ nhìn và cảm thấy mình thân thiện á, mà khi mà nhìn vào á cảm thấy cho mình cảm giác được an toàn. Được rồi. Còn thôi con không hỏi bên đây nè. Bây giờ nhà trai muốn tìm một mẫu hình lý tưởng thế nào báo cho bà mối bà biết đi. Dạ. Thì mẫu người bạn gái của em là
Về ngoại hình thì cao 1m50 trở lên, cân nặng thì 45kg trở lên. Khuôn mặt thì nhìn nó phúc hậu một chút, thì có thể thí dụ như là vuông vuông, tròn tròn hay gì đó. Rồi về tính cách thì cô ấy sống giản dị, không rượu chè cờ bạc hút chích gì đó. Rồi tứ đổ tường đó là không có luôn á. Dạ đúng rồi. Rồi về tính cách thì cô ấy hòa đồng và vui vẻ, quan tâm mọi người. Đó, nhỏ chỉ nhỏ nhỏ tả phụ nữ anh thấy cũng khủng hoảng quá. Mặt vuông vuông còn còn vuông còn còn rồi, mà coi như cả vuông cả tròn là phúc hậu, hút chích rồi tứ đổ tường. Hồi nãy giờ bên Hằng Nga bên đây nói về những cái yêu cầu về bạn nam á, thì em thấy em có bao nhiêu phần trăm? Dạ em thấy em có khoảng 60-70%. 60-70% phải không? Dạ. Rồi thôi, để chút xíu hai bạn tự gặp nhau ha. Hằng Nga bên kia là dễ thương lắm, không có những cái gì mà nãy em nói đâu. Hôm nay em đi với ai vậy, bọn nhỏ? Dạ em đi với ba mẹ với anh trai. Thôi giờ tôi cũng thay mặt gia đình bên ba của bọn nhỏ trước thì kính thưa ban tổ chức và quý anh chị lớn tuổi và bên cạnh các em các cháu, thì trong đời tôi chỉ có mới thấy hôm nay là ngày vui nhất của tôi, đó là được Quyền Linh rồi Hồng Vân đây mới làm là cái tạo điều kiện cho tôi chọn con dâu thứ tư đó. Nhưng mà qua trao đổi thì thấy em để rồi tham khảo qua những ý kiến thì tôi là đứng vào phương diện của ba bọn nhỏ tôi hết sức là hài lòng. Thôi có những đổi lời cuối cùng kính chúc Quyền Linh với Hồng Vân và trong toàn bộ chị em trong khán phòng dồi dào sức khỏe và đón mừng chân đôi cặp hạnh phúc hôm nay dồi dào. Cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn chú. Chú có duyên với sao luôn ha. Bọn cha rồi bọn nhỏ không còn. Thôi em gái đi ra em gái. Em đây đi. Dạ hôm nay em đi với mẹ của em và các bạn đồng nghiệp trong công ty ạ. Thưa anh chú Quyền Linh và cô Hồng Vân, tôi tới đây là tôi cũng mê hẹn hò. Cái ngày đêm thì tôi cũng xúc con tôi đi tham gia bạn muốn hẹn hò để kiếm một bạn là đi tới tương lai. Mà cho tôi hỏi một cái là đi tới tương lai đừng có giống như mẹ Nga là đi nửa đoạn đường mà không có cha, thấy con một mình là cô đơn thấy cũng tội lắm. Người ta có cha mà con không có cha cũng tội lắm, nên tôi cũng muốn là con đi tới á là đầu tóc bạc lông, chứ không muốn là con đi nửa chặng đường mà bỏ. Với là tôi thích á, là một bạn trai á, là phải biết người lớn và thương vợ thương con, với lo ăn lo làm như vậy đó. Chứ còn tôi cũng không muốn là một bạn trai mà con rể mà cứ ăn rồi cứ tới là cho bấm điện thoại đi chơi với rượu chè rồi về là cứ la lói vợ ôm chồng là tôi cũng thích. Vì tôi cũng là vướng một cái cảnh đó là nên tôi khổ, tôi biết rồi nên tôi nhờ Quyền Linh với chị ông Vân. Cô yên tâm, bọn nhỏ này tính tình cũng rất là tốt, chân thành, không có chuyện nhậu nhẹt. Rồi bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Xíu mở rào. Con cầm nó xíu câu hỏi. Hằng Nga xinh lắm đó, bọn nhỏ. Dạ. Đó, cố gắng lên nào, tấn công. Rồi nào, đứng lên nào, đi, bọn nhỏ đứng lên tặng quà nào. Rồi, mình có quà. Dạ, em chào anh ạ. Dạ, em có món quà gửi anh ạ. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi. Thì em thấy anh thế nào? Dạ, em thấy anh cũng dễ thương ạ. Dạ. Anh thấy em thì cũng dễ thương, dễ nhìn. Dạ. Thì nếu mà hai đứa mình hợp nhau á thì em tính là chừng nào thì mình đám cưới vậy đó. Dạ cái đó là theo sự tình cảm của hai người thôi ạ. Dạ nếu mà cảm thấy hợp đủ hiểu nhau thì mình sẽ tiến tới hôn nhân. Dạ tại vì em nghĩ là quan trọng trong một cuộc sống hôn nhân á giữa hai người đó là sự thấu hiểu và chia sẻ, nên quan trọng trong tình yêu cũng vậy, nếu mà tình cảm đủ lớn thì mình sẽ tiến tới hôn nhân thì mới tạo dựng được một cuộc sống gia đình nhỏ mình hạnh phúc được. À. Dạ.
Thì hiện tại bây giờ là em sống với mẹ hả? Rồi có đứa em nào không? Dạ không, mà em là con một anh. Con một trong nhà luôn hả? Dạ, con một. Nên là em cũng sống với mẹ. Từ nói chung là hơn 30 năm qua em đều sống với mẹ, lúc nào cũng phải đi từ kể từ khi học đi học. Đến bây giờ đi làm thì luôn luôn mẹ ở bên cạnh em, là hậu phương ở sau lưng phía em. Nên em cũng quan trọng là người bạn trai bên cạnh mình cũng phải thông cảm về điều đó. Yên tâm anh, thì chuyện đó là anh thông cảm mà, em đừng lo. Nên em chỉ mong muốn điều đó, rất là quan trọng. Hẹn hò sao đó hai bạn? Còn Nga phải hỏi là bây giờ ví dụ trong trường hợp mà hai mẹ con vậy thì chắc chắn là phải có chuyện là bạn kia nếu mà tiến tới là sẽ về ở chung với hai mẹ con đúng không? Thì bạn có đồng ý cái đó không? Dạ, em cũng đang định hỏi anh là nếu mà ví dụ hai người tiến tới á, em có thể sống mực với mẹ em hay không? Anh thì dễ lắm, em muốn sống bên anh cũng được mà muốn anh sống bên em cũng được, anh dễ lắm. Dạ. Bên nào anh sống cũng được hết. Ở đâu có em là được. Ở đâu có em thì ở đó có anh. À, cái cho em hỏi một xíu là anh trong em biết là anh có gia trưởng hay không ạ? Anh hả? Anh không gia trưởng. Anh không gia trưởng. Anh anh có so đo tính toán với phụ nữ không ạ? Không, anh không so đo tính toán phụ nữ đâu. Phụ nữ là để yêu mà, chứ đâu phải để so đo tính toán phải không? Mình yêu. Dạ. Thì em cũng mong muốn là tại vì cuộc sống thì không phải lúc nào cũng màu hồng. Tại đúng vì rồi. Cuộc sống thì cũng có những khó khăn này, hoặc là có những mâu thuẫn, thì theo anh á, thì lúc đó thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Thì mâu thuẫn thì đương nhiên là phải có. Giải quyết thì là anh với em ngồi lại bàn bạc, trao đổi với nhau với tinh thần gọi là chia sẻ với nhau, chứ đó là cách giải quyết của anh. Không biết là em giải quyết sao, có cách giải quyết mới không? Thì nói chung là em cũng hỏi anh luôn là nếu trong anh có thường nóng tính hay không. Anh hả? Anh nguội tính lắm. Ai gặp anh cũng nói anh hiền á. Tại vì nhiều lúc á, tại vì khi mà bên ngoài thì rất là hiền, nhưng mà gặp một sự việc nào đó thì tính cách người ta thì sẽ bộc lộ như là nóng tính, giống vì những cái sự việc nào đó không hài lòng theo ý muốn của mình á. Thì nhiều khi cũng sẽ nóng tính, nên em cũng sợ về việc đó. Tại vì em muốn những cái lúc mà sự việc á nó không như mong muốn thì tốt nhất mình hãy ngồi lại và thể hiện á, là mình sẽ nói chuyện với nhau, thay vì là nóng tính quát la hay là chửi nhau ôm nổi hay là đánh nhau hay là cái đó thì em là rất là em là không thích. Thì anh thì nói không phải khoe, nhưng mà nhiều người xung quanh anh á nhận xét về anh nha, chứ anh không tự nhận xét về mình. Cái câu mình nói mình nổ thì là nói anh là hiền. Tính tình hiền anh. Bất cứ công việc gì anh cũng lấy sự điềm tĩnh mình giải quyết thôi. Nói chung là em không biết là anh có tôn trọng được sự thích của bạn gái hay không ạ? Cái đó thì quá tôn trọng rồi, tại vì chú khi bạn gái thích những cái điều đó gì đó khác lạ với mình, đó là điều tốt thôi. Ví dụ như là ăn mặc này kia là anh có kiểm soát hay không? Không, ăn mặc anh không kiểm soát. Ăn bạn làm sao, thứ nhất là cho nó gọn gàng sạch sẽ, rồi nó phù hợp với bản thân mình, với hoàn cảnh của mình là được. Vậy thôi, anh quan điểm chuyện ăn mặc là vậy. Anh có hay ghen không ạ? Anh hả? Anh thì không, anh không có, nói chung là chỉ có chút xíu thôi, chứ không gọi là chút xíu là bao nhiêu anh, bao nhiêu phần trăm anh? Chút xíu là như là cái hành vi của người phụ nữ nó quá trớn đi. Thí dụ như là cô ấy là vợ mình, nhưng mà cô ấy lại cặp cổ hay gì đó một chàng trai khác hay gì hôn gì, cái đó điều đó là mình nó quá mức với mình, là bắt buộc mình phải ghen. Chứ nó phải không ghen. Em tại sao em là vợ anh mà em đi hôn người khác này kia, đó là bắt buộc mình phải ghen. Chứ không phải mình ghen cái vô lý nghe. Nói chung có ghen chút xíu, ý anh nói chút xíu là vậy. Có kiểm soát điện thoại rồi này kia nọ của bạn gái không? Không kiểm soát điện thoại đâu, tại vì điện thoại của em thì có công việc này kia, mình yêu nhau thì mình tin tưởng lẫn nhau. Đúng rồi, tại vì em cũng quan trọng là sự tin tưởng á, kể đúng cả rồi. Trong cuộc sống hôn nhân và tình cảm, nếu mà thật sự mà nếu mình không đủ tin tưởng lẫn nhau á, thì tốt nhất là mình nên nói thẳng và hai người sẽ dừng lại. Chứ còn nếu mà gây ra sự áp lực cho nhau á, về cả cuộc sống lẫn công việc, nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn luôn á. Nhiều khi trong tình cảm người ta thăng hoa, công việc thì đi lên, nhưng mà nhiều khi là yêu rồi á thì bao nhiêu công việc lại đi xuống. Tại vì vừa áp lực cả công việc rồi mà nhiều khi tinh thần nữa cũng sẽ ảnh hưởng cả tình cảm nữa. Nhiều người là lúc đầu thì em cũng thích con trai là nói ít và làm nhiều, chứ em cũng không thích hứa. Tại vì nếu mà hứa mà không làm được thì tốt nhất là mình không nên hứa được điều gì cả.
Rồi khoảng chừng nào thì các bạn có thể kết hôn được? Thì theo em thì càng sớm càng tốt. Không biết là bên bên Hàng Nga thì sao? Dạ em thì nói chung là em thì càng sớm càng tốt, nhưng mà tùy theo tình cảm nữa. Nếu mà người con trai đủ tình cảm yêu thương mà em cảm thấy là được bên cạnh và đủ sự tin tưởng và an toàn thì em cảm thấy là em đồng ý. Dạ không sớm. Con cái thì mình quan điểm về con trai con gái thế nào, nói cho nhau nghe đi. Theo anh như thế nào ạ? Theo anh thì con đầu lòng là con gái, con kế là con trai. Đẻ được như vậy thì quá tốt, còn không được thì trai gái cũng không sao. Dạ vậy thôi. Dạ nói chung là em thì cũng như anh, nói chung là con nào cũng là con hết. Nói chung là quan trọng là cha mẹ có thương yêu đủ và tạo cho con được cuộc sống về tình cảm cho con thôi. Thay vì phải ngày nào cũng nhìn thấy cảnh là bố mẹ đánh nhau hay là phải đi vào đường cùng là ly hôn hay gì đó thì rất là tội. Tại vì những đứa nhỏ sẽ cực kỳ, sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều về tình cảm. Mà em cũng rất là sợ điều đó. Bọn nhỏ hỏi luôn đi, con đầu lòng anh đặt tên Bòn Bon được không? Sao thấy được không? Đặt Bòn Bon được không? Dạ. Không có trời. Tùy anh. Anh thấy cái tên nào đẹp thì đó là tùy anh thôi. Anh thấy tên Bòn Bon là đẹp luôn á, đúng đẹp với cái catalog của mình luôn á. À đúng với anh đúng không? Rồi kinh tế thế nào? Ai quản lý? Theo anh thì kinh tế là trong gia đình là ai là người quản lý á? Theo anh nghĩ thì tiền bạc á thì để cho em giữ đi, anh khỏi giữ nhức đầu quá. Tiền bạc để phụ nữ giữ đi cho nó khỏe. Nhưng mà khi mà vợ giữ như vậy thì nhiều khi anh có bị vặn vẹo hay là tỉ mỉ hay không ạ? Không đâu, lúc nào anh cần thì nói em ơi anh cần số tiền đó để làm công việc ABC gì đó. Thì anh nói em thì em thấy hợp lý thì em chi, còn không hợp thì anh có thể anh làm anh tiết kiệm chút xíu gì đó, anh thực hiện cái đam mê của mình cũng được. Dạ. Trời ơi anh Bòn ơi, anh hay quá à, thì cũng quá đừng ông luôn đó anh Bòn. Và cho em hỏi một xíu là anh có chí tiến thủ trong công việc không? Tại vì em cũng rất thích con trai mà có chí tiến thủ trong công việc á. Anh hay vì là hay bằng lùi á, cái dạng là hay bằng lòng với những gì mình đã có. Anh thì nãy anh kể cái ưu điểm mà mình quên, thiếu một cái là ham học hỏi. Anh con người ham học hỏi lắm. Mà em biết rồi, con người ham học hỏi thì không thể nào họ bị phục lùi được. Đúng họ rồi, lúc nào họ cũng học bất cứ nơi đâu thì họ bất cứ chứ lúc nào luôn. Dạ. Đó, cho nên là nếu mình càng học hỏi, học tập những người xung quanh thì mình càng tiến bộ thôi, không phục lùi. Hiện nay là hai bạn ở quận nào? Dạ, hiện nay thì em đang ở Hóc Môn và làm việc tại quận 6. Quận 6. Còn em thì ở Bến Tre nhưng mà làm việc ở quận 2. Quận 2 với quận 6. Thì hẹn hò thế nào đó, mình hẹn bữa đầu tiên đi. Dạ. Thì được thì có thể là ngày mai hoặc là ngày mốt gì đó. Mình hẹn có thể là đến chỗ em cũng được. Anh đến trực tiếp chỗ em cũng được. Dạ. Tại vì thường thường thì trong công việc thì em cũng bận, rất là bận. Tại vì thường thường chỉ có cuối tuần chủ nhật em mới rảnh thôi. Rồi thì cuối tuần chủ nhật cũng được. Dạ. Từ đó thì mình bàn bạc thương lượng với nhau được. Dạ. Rồi mình hát tặng nhau một đúng bài rồi. Xong đó mình tiến hành bấm nút nào. Bước tới đi Bòn Nhỏ. Bòn Nhỏ hát bài tặng Hằng Nga đi. Có cần nắm tay không? Có, nắm tay đi. Truyền cảm xúc. Hai tay luôn. Hai tay luôn. Bằng lòng đi em về với quê anh. Ủa, bài này hát rồi mà. Dạ cái này hát lại kêu em hát bài khác đi. Hát bài khác hả? Ừ. Em gái hát trước đi. Em gái trước đi. Để bạn trai suy nghĩ. Dạ em cuộc giờ em đang rối bời nên em cũng biết hát. Nhiều khi rối bời quá em quên lời luôn anh. Thương em thì về Buôn Ma Thuột. Để em phải nhường cho anh nhỏ hát trước vậy. Từ lúc anh quen biết em, thế giới như đang ngừng lại. Cuộc đời này chỉ riêng mình em thôi. Từ lúc anh quen biết em, cả thế giới không ai bằng em. Hát. Dừng đúng câu luôn á. Dạ rồi ạ. Rồi Bòn Nhỏ. Dạ. Em hãy rút ruột rút gan của mình ra, nói những cái gì đó, suy nghĩ về người đối diện đi, để cho bạn ấy thuyết phục bạn ấy sẽ bấm nút với mình. Thì
anh thấy em là một cô gái dễ thương, dễ nhìn và có những cái tố chất mà anh đang cần tìm. Thì hôm nay mình đến với nhau á, cũng là một cái duyên. Thì em hãy trao cho anh một cơ hội, cũng như là em tự trao cho mình một cơ hội. Dạ, em suy nghĩ. Dạ, em cảm ơn anh. Buông tay ra được chưa anh Linh? Hả? Buông tay ra được chưa? Nắm luôn đi. Thôi được rồi, hai đứa về ghế đi. Dạ. Rồi. Những cái giây phút mà nó ngây ngô như vậy đó, mọi người thấy nó đáng yêu lắm. Mai mốt mình xem lại truyền hình nó thật sự đáng yêu. Còn vấn đề là chúng ta bấm nút hay không là quyền của mỗi người nha. Các bạn để tay vào nút bấm đi. Bên đây con, bên đây. Hai, đúng không? Chúng ta hướng về phía trước, nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim một lần nữa. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Ở đây thì chúng ta đang đối diện với người thân, với khán giả rất đông. Chúng ta hãy sống đúng bằng cái nhịp tim của mình nha. Tim mình mách bảo thế nào mình làm như thế. Tình yêu chỉ có con tim mình mới quyết định thôi các bạn. Hãy đưa ra quyết định đúng đắn và phải có trách nhiệm quyết định đó. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Bạn gái không bấm. Lý do dạ. Tại sao em không bấm? Dạ, nói như lúc đầu em đã nói là nói chung anh rất là tốt, nhưng mà trái tim em thực sự là chưa cảm thấy nhận được á, sự rung động. Nên em cũng chưa bấm, như anh Linh nói là mình phải theo tiếng nói của con tim á, chứ không phải lên đây là bấm để cho là vui hay là kết bạn. Chính xác là như vậy. Dạ, nên em cũng muốn theo con tim của mình. Bấm dạ. theo con tim của mình, dạ. bấm bằng trái tim của mình. Điều dạ. đó chính xác cả. Chúng tôi không muốn các bạn bấm vì bất kỳ điều gì cả. Dạ. Nếu chúng ta bấm vì điều gì đó mà con tim nó không rung động thì điều đó nó vô nghĩa với chương trình. Dạ. Dù sao thì cũng trân trọng những quyết định của các bạn. Dạ. Mỗi người chúng ta sẽ tìm cho một nửa mảnh ghép của mình đúng với điều đó. Ha. Dạ. Cảm ơn hai em đã tham gia chương trình. Dạ. Và nhận lấy những cái món quà để đó làm kỷ niệm dạ. trên con đường chúng ta đi. Biết đâu chúng ta sẽ gặp lại nhau thì sao? Dạ đúng rồi. Dạ. Không lo gì cả.